Yo, xin được chào tất cả anh chị em đã có mặt trong video buổi tối ngày hôm nay. Đây là DJ Triệu Music và MC Minh MJ. Ngày hôm nay hai anh em chúng tôi đang có mặt tại khuôn viên biệt thự của anh Giai Tam Mao đến từ Hạ Long. Và ở đây có sự xuất hiện của bầu sâu nổi tiếng đứng top 1 của Việt Nam, anh Giai Khổng Quang đã có mặt trong sản phẩm âm nhạc của chúng tôi. Và ngay bây giờ tất cả mọi người sẽ cùng gửi đến tất cả anh chị em đang theo dõi clip sẽ là một mixtape nhạc nghe trên xe tay trái chỉ trăng. Anh em ơi, let's go! Everybody get ready! Everybody listen up right now. Yo, yo, boys and girls, get ready.
chàng trong trên trên trong cô cô đâu có yêu ngày nào vẫn còn tình trong tâm trí anh lỗi xưa về giờ đây vắng tanh lạnh lùng nhớ ai let's go Oh,
Chia với chị kiến MC Minh Anh Chị. Bầu thủy chung những sao con tim đang cay nỗi e chè. Bao lâu nay tôi vẫn tin vẫn thương vẫn yêu, chờ người sẽ đổi thay. Giờ thì người nói với tôi chẳng cần tôi. Tay đâu ai kia mở đâu lên luôn đi nào. Tay đâu 1, 2, 3 cho mình đưa hai tay vào bài kéo lên. Đánh hay này lát phải bò cho 50. Hãy subscribe.
gian của DJ Hai Coca. Đều thuộc bài hát này. Và nếu như ai đang nghe video này, có thể hát thật to với chúng ta được không nào? Cùng bên nhau mai sau là điều ước muốn lắm nhất. Bàn tay anh đưa ra tựa là nắng ấm nước lạnh. Này không gian mang lại thuộc về cho riêng ai ta. Chẳng tình yêu chẳng ngắm nào ăn biết bao giấc mơ ngọt ngào. Đang khó xuyên qua đêm tình mộng gối đã lắm đắm. Chợt anh như hay qua ngập tràn ấm áp năm sớm. Come on, everybody, go! One, two, three, right!
tay đâu ra được cao, anh em đâu lên hết đi nào, tay đâu ra được cao, lên lên lên. Mình lên cao với cặp đôi DJ MC số 1 liên đoàn siếc Việt Nam. Once again, everybody, boys and girls, this is DJ Chill Music and MC Miguel J on the stage right now. Cho bao nhiêu vết chân đêm nay rung lên nhẹ nhàng. Witness. Cho bao nhiêu đám say đêm nay mong manh đừng vỡ. Witness and Lee Kemp. Chút hết đi lòng hoang mang. Ngoài ánh xanh hồng màu tím vàng. Quên đi bao nhiêu yêu thương, quên đi đừng lo gì. Vui lên đi bao nhiêu đam mê, vui lên hơn nữa đi. Lung linh trong đầu.
come on, everybody listen up. Everybody, hold on. Ladies and gentlemen, I would like to present to you DJ Chair Music and MC Miguel Chair on the stage right now. Let me see the fucking hands up. Everybody, let me see your hand. Everybody, put your hands up. Are you ready? Mưa mờ dường như em đã lang thang qua đây, dịu dàng tóc mây.
Let's go. Everybody hold on, listen up. Yeah, this is the bossy. March in, make it quit, hit me. Put your fucking hands up. Then the night I got that like, bring it up. Let's go, my baby. Mark strong, hey, my cousin's at you. See, and let me see your hands up. I am, we could break it up. Once again, this is DJ Chill Music. Can I say we give Jay? Everybody, are you ready? Everybody hold on, listen up right now. Là thế thôi em sẽ là giấc mơ. Để anh ngủ quên sau, tìm anh trốn xa vắng đâu. Đừng có anh sẽ yên bình với em. Em hãy rời xa nơi này, rời bóng tối nơi. Ngủ cái gì mà ngủ? Lên. Okay, but you got, let me see your freaking hands up in the air. Ở đây có ai nghiện thuốc lào thì đưa tay lên xem nào. Trong không gian thật tiên lắm, hút thuốc lào nghệ an. Hãy ném em cái điều cây, cho em xin que đón với cung nước để hãm về. Anh đậm em càng nhẹ, biết trái tim em mộng mơ ngày tơ là thế. Niềm dư ngát đường cho ngày sau em. Đến với anh sẽ chẳng bằng cho em nhớ. Anh biết chính mình là người sẽ rất buồn. Anh nhớ anh em phải quên hết đường về. Anh có thể chờ em về không? Anh có thể chờ em về không? Em xin anh đấy. Em xin anh em ban anh một lần này. Em xin anh hãy đưa em về. Let me talk to him. Show me how to make a party.
Everybody, let me see your hands up. 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 One, two, three. Look at me, lay. Everybody, boys and girls, once again, this is DJ Chill Music and MC Ming and Chay. Yeah, it's the party. Music và MC Minh Châu. Ok, xin được cảm ơn tất cả anh chị em đã theo dõi video trong một thời ngày hôm nay. Chuyện Music cùng với Minh MC xin được gửi lời cảm ơn với tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ hai anh em trong thời gian vừa qua. Và xin chúc mọi người nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn mọi người, thank you.